Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình xem tử vi của 12 con giáp được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, đừng bao giờ thấy con giáp này ở cuối bảng xếp hạng mà coi thường họ. Bởi vì theo giới tử vi học dự báo, trong tháng 4 âm lịch thì con giáp này là một trong ba con giáp cực kỳ may mắn và thành công trong tháng 4 âm lịch. Nhờ vào sự khôn khéo và tính cam chịu của mình thì những gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 đã hạ gục không biết bao nhiêu đối thủ của mình để có thể bước lên bục vinh quang. Và đương nhiên, sự thành công của họ đã khiến cho rất nhiều người phải ganh ghét đố kỵ, nhưng cũng không kém phần nể phục, kính trọng. Thưa quý vị, những gia chủ tuổi Hợi là người có khả năng lãnh đạo, là những người hiền hòa và rất tốt bụng. Họ sống rất đơn giản, mộc mạc, vậy nên đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà phán đoán người khác, kẻo lúc này bạn sẽ đắc tội với một trong những con giáp giàu có và thành công nhất trong năm 2022 năm Nhâm Dần đấy ạ. Vâng, và qua phần luận giải chi tiết về tử vi của tuổi Đinh Hợi trong tháng 4 âm lịch này thì sẽ phần nào giúp cho chúng ta có thể thấu hiểu được điều đó. Và đương nhiên là trước khi bước vào phần luận giải thì quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho chúng tôi bằng cách nhấn vào đăng ký kênh Phong Thủy Gia Cát và đồng thời ấn chuông thông báo để có thể luôn là người đầu tiên nhận được những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Còn bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tiếp tục với phần luận giải chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 mệnh ốc thượng thổ, đất nóc nhà. Họ sống rất ngay thẳng, chân thật và ít khi vòng vèo, sâu xa hay giấu giếm. Đinh Hợi chính là người cương trực, thẳng thắn và không chịu luồn cúi trước ai. Chính tính cách này khiến bạn gặp nhiều mâu thuẫn với mọi người, bị ghét bỏ, xa lánh. Tuy vậy, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham của cải vật chất hay chỉ trích, đánh giá người khác và ham bàn tán chuyện thị phi, dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao. Vì vậy, thời trẻ, nhiều fan rơi vào bế tắc, khốn đốn. Họ khá bốc đồng nên dễ mắc sai lầm. Nếu có thể thận trọng cân nhắc suy nghĩ kỹ hơn thì chắc chắn sẽ có được thành công. Điểm cộng là những người này họ rất tốt bụng, thích giúp đỡ người khác, trong công việc có trách nhiệm cao và luôn đưa ra những giải pháp tốt. Xem tử vi tháng 4 năm 2022 âm lịch của người tuổi Hợi, đây sẽ là một tháng có hung tinh chiếu nhưng chưa chắc đã toàn điều tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà. Ra ngoài xã hội được nhiều người kính trọng và quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần phải chú ý về tính cách của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng chi tiết về vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không hề chủ quan, lơ là. Bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp ất âm mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí, nên trong tháng này, các gia chủ Đinh Hợi cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét quấy phá trong công việc mình đang tiến hành cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng tự nhiên ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Những ai vui thú điền viên vừa tăng gia sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại có thể giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai hơn thì nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Hợi để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp. Về cơ bản, gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó.
Bên cạnh đó thì bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi và tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có một chút khó khăn đối với người tuổi Đinh Hợi sinh năm 1947 trong tháng này. Đành rằng ở độ tuổi này thì sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe hay với một số người thì vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do tuổi tác khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã va quệt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong nhà. Những người có tiền sử bệnh xương khớp thì không nên đi đến những môi trường ẩm ướt, thời điểm giao mùa cần chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các quý gia chủ tuổi Đinh Hợi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo, tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Hợi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực. Gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi và không khí gia đình lại căng thẳng. Tháng này bạn phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của mình luôn không vâng lời và mất khá nhiều thời gian để lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để cho bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha người mẹ trong gia đình thì hãy là tấm gương sáng để con cái bạn noi theo. Bạn thì đã sống hết gần cuộc đời và cho biết cái gì tốt, cái gì không tốt cho con cái của mình và cũng cho chính bản thân. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022. Tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Tỵ, Lục Hợp Thân, Tam Hợp Sửu và Dậu thành Kim Cục, Xung Hợi, Hình Thân, Hại Dần, Phá Thân và Tuổi Tý. Đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 4 năm 2022, tức ngày 4 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 4 năm 2022, tức ngày 16 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 4 năm 2022, tức ngày 28 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Hợi trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 1 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Dần, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 4 năm 2022, tức ngày 13 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Dần, có nạp âm là Lôi Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 4 năm 2022, tức ngày 25 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Dần, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Vâng, thưa quý vị, và trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của những người tuổi Đinh Hợi trong tháng 4 âm lịch. Phần nào sẽ lý giải cho tất cả quý vị một nội dung rất là đầy đủ và chi tiết cho tuổi Hợi, và qua đó thì quý vị cũng phần nào yên tâm vững bước trong tháng 4 âm lịch, hứa hẹn đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Vâng, và nếu như đây là lần đầu tiên mà quý vị đến với kênh thì đừng quên hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại.